Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của bóng đá STV trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 13 tháng 10. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chiều tối ngày hôm nay vào lúc 19 giờ 30 phút thì chúng ta đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu thứ hai, một trận đấu tập kín với đội bóng đó là Uzbekistan, và hiện nay thì cũng được diễn ra ở Trung Quốc. Và đặc biệt trong tới ngày 17 tháng 10 thì đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ có một trận đấu cuối cùng trong đợt FIFA đây, và đối thủ của chúng ta là một đội bóng rất mạnh, đó chính là Hàn Quốc. Và nói về trận đấu vừa qua trước đội tuyển Trung Quốc thì cổ động viên Việt Nam chúng ta cũng đã có rất nhiều những nhận định rất là hay. Thế nhưng mới đây thì một chuyên gia của bóng đá Việt Nam đó là ông Vũ Mạnh Hải đã có những cái bình luận và đã có những cái phân tích có vẻ như là muốn tát nước vào mặt huấn luyện trưởng ông Philippe Petrucci vậy. Và chắc chắn điều đó càng khiến cho bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam thêm xấu mặt. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, chuyên gia Vũ Mạnh Hải ông ấy cho rằng là dù thua thế nhưng đội tuyển Việt Nam đã chơi kiểm soát bóng tốt trước đội tuyển Trung Quốc. Nhưng ông ấy khẳng định một điều rằng là điều đó gần như không bao giờ có thể lặp lại trước đội bóng mạnh đó là Uzbekistan hay là Hàn Quốc. Nhìn ngược với trận thua đội tuyển Trung Quốc thì chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã nêu ra một quan điểm của mình về đội tuyển Việt Nam, và ông ấy cũng chỉ ra những cái mấu chốt, những cái nguyên nhân dẫn đến cái thất bại Trung Quốc với tỷ số 0-2 của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc như thế này. Thực tế ở trận đấu gặp Trung Quốc thì chúng ta đã thể hiện được điểm tốt, đấy là khả năng khống chế bóng, số lượng đường chuyền, thời gian kiểm soát bóng của chúng ta là vượt trội so với cả đối thủ. Số liệu đã cho thấy rõ điều đó, đấy là điều mà chúng ta đã làm tốt trước đối thủ mạnh như là Trung Quốc. Tuy nhiên nhìn lại toàn cục thì chúng ta lại thua với tỷ số là 0-2. Vậy thì vấn đề là ở đâu? Chúng ta kiểm soát bóng nhiều, thế nhưng chủ yếu ở phía sau và giữa sân thôi. Còn ở phần sân của đối phương thì chúng ta cần kiểm soát bóng để tạo ra các tình huống uy hiếp khung thành, mở ra cơ hội để ghi bàn. Nhưng chúng ta đội tuyển Việt Nam đã không làm được. Tiếp đó thì chuyên gia Vũ Mạnh Hải có một cái phân tích về những tình huống mà tiền đạo của đội tuyển Việt Nam chúng ta có những cơ hội như thế này. Trong trận đấu thì chúng ta có hai cơ hội ngon ăn, đó là khi Tuấn Hải đột phá rồi dứt điểm và Hoàng Đức chuyền bổng cho Văn Toàn để bứt tốc. Hai cơ hội đấy đáng tiếc là chúng ta tận dụng không thành công, và nó cũng không đến từ những pha phối hợp bóng mà đó lại là những pha phản công. Một điều mà trước đây thầy Park đã làm rất tốt khi mà đưa ra cái chiến thuật tuyệt vời dành cho đội tuyển Việt Nam, đó chính là chiến thuật phòng ngự phản công. So với thời của ông Park thì chúng ta không kiểm soát bóng nhiều mà chơi phòng ngự phản công trước các đối thủ mạnh. Dù vậy chúng ta lại tạo ra được rất nhiều những tình huống nguy hiểm, uy hiếp khung thành của đối phương hơn. Bài xuống biên rồi trả ngược bóng lại vào trong được áp dụng khá tốt dưới thời của huấn luyện Park Hang-seo. Đó là cái điều mà huấn luyện Philippe Petrucci khi chơi kiểm soát bóng, chơi tấn công thì cũng cần phải cân nhắc, và ông ấy cần phải có sự suy nghĩ lại. Công bằng mà nói thì trước Trung Quốc, ông Petrucci cũng đã có một bài đó là đưa Hoàng Đức nhô cao làm tiền đạo ảo. Rồi khi tấn công thì Hoàng Đức đã bất ngờ thụt xuống để tổ chức, trong khi hai mũi nhọn đó là Văn Toàn, Tuấn Hải được dâng lên. Đấy là một bài hay, thế nhưng chúng ta đã vận dụng không thành công. Đó là những gì mà chuyên gia Vũ Mạnh Hải có nhận định về cái cách sử dụng người vừa qua của huấn luyện Philippe Petrucci. Và chắc chắn là quý vị các bạn nếu như có theo dõi những bản tin trước chúng tôi có đưa thì rõ ràng chúng tôi và tôi nghĩ rằng quý vị và các bạn cũng đều có chung một cái quan điểm như vậy thôi. Bởi thực tế là cái lối chơi kiểm soát bóng tấn công của đội tuyển Việt Nam chúng ta trước Trung Quốc có chăng thì cũng chỉ là những tình huống chuyền bóng thôi. Còn những tình huống thực sự nguy hiểm thì nó lại đến từ những tình huống phản công. Và trước đây thì thầy Park cũng làm được điều này rất là tốt. Khi mà chúng ta mặc dù cầm bóng ít, chúng ta cơ chơi một cách phòng ngự, thì thậm chí chúng ta còn tạo ra nhiều cơ hội ngang ngửa với những đội bóng như là Trung Quốc, thậm chí ngang ngửa với cả Australia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 ở khu châu Á vừa qua. Và tôi nghĩ rằng là quý vị và cũng rất nhớ về câu chuyện đó thôi. Một trận đấu mà chúng ta đã thiếu may mắn ở trên sân nhà Mỹ Đình. Nếu không thì chúng ta hoàn toàn có thể cầm hòa hoặc có thể là chiến thắng trước Australia, khi mà số cơ hội dứt điểm của chúng ta không hề thua kém so với đối thủ, mà mặc dù chúng ta cũng chỉ cầm bóng khoảng 30% thôi. Và vừa qua trận đấu gặp Trung Quốc thì huấn luyện Chushi cũng đã sử dụng rất nhiều những cầu thủ trẻ, và màn trình diễn của những cầu thủ trẻ đó là như thế nào thì theo ông Vũ Mạnh Hải ông ấy có nhận định như thế này: tôi khá ngạc nhiên với cái cách mà huấn luyện Chushi đôn nhiều cầu thủ trẻ lên như thế trước đội tuyển Trung Quốc. Chúng ta có Trương Tiến Anh được thi đấu từ đầu dù còn rất trẻ và chưa có kinh nghiệm để tuyển. Còn Triệu Văn Hưng thì cũng chưa cho có nhiều kinh nghiệm để mà thi đấu ở trên đội tuyển quốc gia. Phan Tuấn Tài thì đó cũng là một cầu thủ còn rất trẻ. Sau đó thì ông Chu Xê còn cho rất nhiều những cầu thủ trẻ khác vào sân thay người, như là Đình Bắc mới chỉ có 19 tuổi thôi. Sau đó là những Hồ Văn Cường hay là Thái Sơn.
Nhìn chung thì những cầu thủ trẻ này chưa để lại được bất cứ một ấn tượng nào đặc biệt cả, chưa thể so sánh với cả đại hành được. Tất nhiên thì việc ông Tuchel cho những cầu thủ trẻ vào sân thi đấu có thể hướng đến tương lai xa hơn, rồi vài năm nữa thì họ có thể chơi thường xuyên hơn ở đội tuyển quốc gia, phục vụ cho chiến dịch của vòng chung kết World Cup 2026. Tuyên nhìn lại thời của tôi, khi mà gặp các đối thủ mạnh thì cầu thủ trẻ nếu có được thử nghiệm thì cũng chỉ là nhỏ giọt thôi. Còn cái cách mà ông Tuchel dùng cầu thủ trẻ nhiều như thế này thì có thể là vì ông ấy muốn tạo ra sự mới mẻ, và đây cũng là trận đấu giao hữu, cho nên ông ấy cũng đã nói trước là sẽ thử nghiệm đội hình chính là chính. Nhưng việc sử dụng quá nhiều những cầu thủ trẻ cũng gây ra một sự rối loạn cho cả một đội bóng nói chung. Nhiều cầu thủ trẻ vào sân tôi thấy rằng họ chưa thể được tốt như chính cái khả năng của họ, và có chăng chỉ là Thái Sơn là chơi tốt nhất trong số các cầu thủ trẻ thôi. Có nên việc sử dụng những cầu thủ trẻ như thế nào cho tốt nhất thì cũng là cái điều mà ông viên Philippe Tuchel cần phải tính kỹ. Và chắc chắn đây cũng là một câu chuyện mà quý vị bạn cũng có những lăn tăn, những cái chia sẻ giống như chúng tôi thôi. Bởi thực tế là một trận đấu mặc dù là giao hữu, nhưng đây là một trận đấu trong đợt FIFA Day, đối thủ là Trung Quốc. Và thứ hai nữa, chúng ta đều hiểu rằng là những cầu thủ trẻ đương nhiên chúng ta cần trao gội cho họ để họ có thể vào sân. Nhưng khi mà họ chịu áp lực và đôi khi họ bị ngợp với những trận đấu như thế này thì mới cần những người đàn anh ở trong từng vị trí họ dìu dắt, họ cùng nhau đi lên, tiến lên cùng với những cầu thủ trẻ. Chứ không phải là chúng ta dồn một lúc rất nhiều những cầu thủ trẻ, rồi cuối cùng họ không biết đá như thế nào, họ dối và cuối cùng là chúng để một trận thua với những sai lầm, kể cả là cá nhân cũng như sai lầm về mặt chiến thuật của cả đội hình chung nữa. Và hiện nay thì trận đấu với đội tuyển Uzbekistan trong buổi tối ngày hôm nay thì cũng sắp bắt đầu rồi. Và việc huấn luyện Philippe Tuchel sử dụng một cái lối chơi như thế nào và có tiếp tục đẩy mạnh thử nghiệm cầu thủ trẻ hay không thì cựu danh thủ của Thể Công có một dự đoán như thế này. Trận gặp Uzbekistan này chúng ta đã tập kín, không giới hạn thay người, cũng không ai xem được cả. Cho nên khi mà huấn luyện Philippe Tuchel có thể còn sử dụng cầu thủ trẻ nhiều hơn so với trận đấu gặp Trung Quốc. Những người chưa được sử dụng thì có lẽ rằng cũng sẽ được sử dụng nốt thôi. Còn về mặt chiến thuật thì tôi nghĩ rằng là ông ấy cũng sẽ tiếp tục cách chơi như là trước Trung Quốc thôi. Để bảo huấn luyện Philippe Tuchel ông ấy thay đổi ngay chiến thuật ở trận đấu này thì khó. Vì trước Trung Quốc dù chúng ta thua thì lối chơi kiểm soát bóng ít nhiều thì cũng đã có tác dụng và cũng theo định hướng của ông ấy rồi. Tuyên cũng phải nói thẳng là theo tôi thì trước Uzbekistan hay tới đây nữa gặp Hàn Quốc thì chúng ta khó lòng để mà chơi kiểm soát bóng được. Rất khó để có thể làm được giống như gì mà chúng ta đã làm trước đội tuyển Trung Quốc. Bởi lẽ ai cũng đều biết rằng là những Hàn Quốc hay là Uzbekistan họ có một khả năng sử dụng một lối chơi kiểm soát bóng là tốt hơn rất nhiều, có thể là vùi dập cả lại chúng ta. Trong mắt hai đối thủ này thì đội tuyển Việt Nam chỉ là đội thủ yếu thôi. Còn về phía Hàn Quốc thì họ còn đang có những ý kiến là chê trách tại sao lại đá một trận đấu giao hữu với một đối thủ yếu như là chúng ta. Gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn thì dĩ nhiên là đương nhiên đội bóng như Hàn Quốc họ sẽ sử dụng cách kiểm soát bóng để áp đảo đội tuyển Việt Nam thôi. Và đặc biệt về một câu chuyện mà chúng tôi cũng đã phân tích gửi đến quý vị và các bạn rất nhiều, đó chính là vấn đề về mặt thể lực cũng như thể hình. Bởi những năm trở lại đây thì bóng đá Việt Nam của chúng ta phát triển, con người của chúng ta cũng đã phát triển về thể hình thể lực. Thì theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải thì ông cũng khẳng định rằng là chúng ta vẫn chưa thể phát triển tới cái độ là có thể chơi kiểm soát bóng trước các đối thủ mạnh được. Khi chúng ta có thể lực thì còn chơi được thứ kiểm soát bóng này sang hiệp 2, hết thể lực sớm là hỏng thôi. Và lối chơi kiểm soát bóng cần di chuyển liên tục nên rất hao sức. Chúng ta phải cân nhắc chuyện bỏ sức chơi kiểm soát bóng mà không tạo ra hiệu quả, tới lúc mệt thì sẽ bị thua thiệt. Và trận đấu ở Trung Quốc vừa rồi thì Tiến Linh cũng là cầu thủ được Vin Philippe Tuchel lần đầu tiên sử dụng từ băng ghế dự bị ở phút thứ 79. Nhưng sau đó có khoảng 10 phút thôi thì Tiến Linh đã phải rời sân. Và ông khẳng định một điều như thế này là cái vấn đề đó, cái tấm thẻ đó, thẻ thỏ đỏ đó đến từ việc là Tiến Linh đang bị vấn đề về mặt tâm lý. Và ông có một cái chia sẻ như thế này. Về việc Tiến Linh phạm lỗi và nhận thẻ đỏ thì tôi nghĩ rằng cậu ấy không có ác ý gì đâu, mà cậu ấy bị tâm lý đấy. Khi thời gian qua phong độ sa sút cũng được ít chơi ở trên đội tuyển Việt Nam thì Tiến Linh là một cầu thủ cao lớn. Khi cậu ấy cố gắng vào bóng quyết liệt để thể hiện cái quyết tâm thì lại bị quá đi. Cậu ấy vừa vào bóng bằng chân thì lại vung thêm cái cùi chỏ nữa. Cùi chỏ vô tình đập vào cổ của đối phương dẫn đến phạm lỗi. Chứ về tinh thần thì tôi nghĩ rằng là Tiến Linh không có ác ý đâu. Đó là những gì mà ông ấy có nói về việc là Tiến Linh vừa qua có một hành động đó không phải là do Tiến Linh, mà chuyên gia Vũ Mạnh Hải có ẩn ý nói rằng liên quan đến vấn đề về mặt tâm lý. Cái vấn đề tâm lý đó thì đương nhiên là
lỗi của huấn luyện trưởng rồi, chúng ta đều thấy rõ là như vậy. Khi mà không làm cái công tác tâm lý tốt dành cho những cầu thủ thì khó lòng mà chúng ta có thể chơi tốt được. Đây là điều mà thầy Park trước đây làm rất tốt, không chỉ là về mặt chuyên môn mà chúng ta đều biết rằng là thầy Park khi mà làm vấn đề mặt tâm lý, thực sự ông ấy là một con người rất tuyệt vời. Không có bất cứ một cầu thủ nào phải kêu ca, phải phàn nàn về những quyết định nhân sự của Park Hang-seo cả. Có chăng thì một số các ông bầu, ví dụ như trước đây là bầu Hiển, có hay kêu ca về câu chuyện là sử dụng những cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội FC là như thế nào thôi. Còn đây là câu chuyện mà rõ ràng chúng ta đều biết rằng là rõ ràng cái vấn đề về cái khâu thượng tầng, về khâu quản lý của huấn luyện viên Tuchel vẫn là đang có vấn đề. Bởi thực tế trong những buổi tập và kể cả Tiến Linh sau những tình huống khi mà phải rời sân thì cậu ấy cũng tỏ ra bực tức và thậm chí là không bắt tay huấn luyện trưởng của mình. Đó là một câu chuyện mà trước đây chưa từng có dưới thời của Park Hang-seo. Đó là điều mà chúng ta rất lăn tăn. Bởi khi mà cái nội bộ không ổn thì có lẽ rằng là chúng ta tạo ra cái thế trận như thế nào, chúng ta triển khai cái cách chơi như thế nào thì cũng khó lòng để có mà thành công được. Và trong cái trận đấu vào ngày hôm nay khi mà đối đầu với Uzbekistan thì không chỉ là cá nhân của tôi đâu, mà tôi nghĩ rằng là với rất nhiều người và đặc biệt là chuyên gia Vũ Mạnh Hải thì ông ấy có khẳng định rằng ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ bị ép sân và khả năng rất lớn là chúng ta sẽ bị thua ít nhất là khoảng 2 bàn. Đó là những gì mà chuyên gia Vũ Mạnh Hải có chia sẻ. Còn thực tế nếu như chúng ta tiếp tục sử dụng một cái lối chơi như thế này và những con người như thế này thì khó lòng để chúng ta có thể có một kết quả tốt. Nhưng đây là một trận đấu kín và chúng ta cũng không biết là đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ thi đấu như thế nào. Nhưng hy vọng rằng sẽ là một kết quả tốt, không tệ dành cho đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay, đúng không ạ? Còn quý vị và các bạn nhận xét như thế nào về những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ đến quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay thì hãy để lại cho chúng tôi một like để ủng hộ cho bóng đá STV, cũng như để lại một bình luận của mình để chia sẻ về quan điểm cá nhân của quý vị và các bạn nhé. Tới đây thì bản tin của bóng đá STV cũng xin được kết thúc. Xin được kính chào và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.